Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Thánh Săn Sale. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số những cái nguyên nhân và cách khắc phục cái vấn đề tại sao không mua được hàng trên Shopee nhé. Mình chắc chắn là cái vấn đề này thì cũng khá là nhiều bạn gặp đây. Thì hôm nay các bạn hãy theo dõi hết video này của mình để có thể có câu trả lời tốt nhất nha. Đầu tiên thì là một số những cái nguyên nhân khiến các bạn không thể mua hàng trên Shopee. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là do tài khoản của bạn chưa được xác minh số điện thoại. Cái trường hợp này thì thường gặp ở các bạn mà mới đăng ký tài khoản Shopee, rất là hay gặp cái trường hợp này, các bạn chưa xác minh số điện thoại thì sẽ không thể đặt mua hàng trên Shopee nha. Rồi, tiếp theo đó là do lỗi hệ thống hoặc là lỗi mạng. Thì cái này là do trường hợp xảy ra do tình trạng mạng của bạn không ổn định thôi. Bởi thế quá trình phản hồi với các thao tác đặt hàng trên Shopee quá chậm dẫn tới không mua được hàng. Nguyên nhân tiếp theo đó là do địa chỉ nhận hàng của bạn không có đơn vị vận chuyển nào hỗ trợ. Thì trường hợp này rất là ít xảy ra thôi, bởi vì các đơn vị vận chuyển hiện nay đã có chi nhánh ở khắp lãnh thổ Việt Nam rồi. Chỉ có trường hợp phí vận chuyển cao do bạn quá xa thôi, chứ ít trường hợp nào không giao được lắm. Nguyên nhân tiếp theo thì là do sản phẩm đấy hết hàng rồi. Thì đối với lại Shopee thì rất hiếm khi bạn đặt hàng mà bị hết hàng, trừ trường hợp là chương trình sale lớn với sức mua quá cao không kịp cập nhật số lượng thôi, hoặc đôi khi là do shop bán hàng chưa kịp cập nhật số lượng hàng trong kho thì các bạn mới gặp tình trạng này thôi. Nói chung là nó rất là hiếm nhá. Tiếp theo thì là do nguyên nhân là sản phẩm chưa được thiết lập trong đơn vị vận chuyển. Thì cái trường hợp này là do nhà cung cấp hay nhà bán hàng chưa xét đơn vị vận chuyển cho nó thôi. Cái này thì các bạn cũng không thể làm gì được rồi. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sản phẩm có khối lượng vượt mức cho phép của đơn vị vận chuyển. Cái này thì cũng rất là ít gặp, bởi vì đã đưa sản phẩm lên bán thì hầu hết đều có thể vận chuyển. Một số trường hợp với shop khác nhau thì hàng cồng kềnh sẽ hạn chế vận chuyển về tỉnh lẻ. Ví dụ như bạn mua tủ lạnh từ shop ở Hà Nội thì rất ít shop cung cấp vận chuyển về từ tận Lạng Sơn chẳng hạn. Đấy, các bạn chú ý cái điểm này này. Rồi, cái nguyên nhân tiếp theo đó là do sản phẩm vượt quá số lượng tối đa được phép mua. Trong một số những cái trường hợp ấy thì bạn đặt hàng quá nhiều vật phẩm cho một đơn hàng thì bạn cũng có thể không đặt được hàng thành công nhé. Đấy, các bạn chú ý là cái số lượng các bạn đặt hàng là cũng ảnh hưởng đến cái đơn hàng của các bạn đấy. Rồi, cái nguyên nhân tiếp theo là do số dư tài khoản thanh toán online của bạn không đủ để thanh toán. Thì đó là khi bạn thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng này, ATM, ví Shopee, ví Apple, nhưng mà chúng không đủ số dư để thanh toán thì cũng không thể đặt hàng được rồi. Đó là điều chắc chắn. Và cái nguyên nhân cuối cùng đó là do tài khoản của bạn bị khóa hoặc là bị hạn chế. Thì tất nhiên là điều này chắc chắn sẽ khiến bạn không thể mua hàng trên Shopee được, bởi vì bạn không còn đăng nhập được nữa. Cái này thì có nhiều nguyên nhân, và nếu bạn đang muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu hơn thì các bạn có thể tham gia vào group Săn Sale mà mình để link trong phần mô tả để có thể đăng bài và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề liên quan đến Shopee này nhé. Rồi, vừa xong là nguyên nhân, vậy thì cách khắc phục như thế nào? Thì để khắc phục được thì mình sẽ nói về từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là việc các bạn chưa xác minh số điện thoại. Thì chưa xác minh thì chúng ta đi xác minh thôi. Thì cái việc xác minh này thì mình đã có một video riêng để hướng dẫn các bạn cách xác minh số điện thoại rồi. Bạn có thể tìm và xem lại theo từng bước mình đã hướng dẫn là được nhé. Mình thấy cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Bình thường thì bạn sẽ đăng ký tài khoản Shopee bằng số điện thoại nên là vấn đề này ít phải lo lắng. Tiếp theo đối với lại cái nguyên nhân lỗi hệ thống hoặc lỗi mạng, thì cái này là nguyên nhân khách quan và nó không phải là bạn có thể thay đổi được. Nhưng mà nếu bạn gặp trường hợp này thì bạn có thể thay đổi cái kết nối mạng của bạn nhé. Cái này thì rõ ràng nhất là các bạn hay gặp ở trong cái lúc săn sale siêu khuyến mãi ấy, là sẽ thường gặp cái trường hợp này. Nó là do lượng truy cập quá lớn làm cho khả năng kết nối không được ổn định. Nếu bạn đang dùng wifi thì có thể đổi sang 4G để kết nối lại nha. Nếu không được nữa thì đành chờ mạng mạnh hơn thôi. Rồi, cái nguyên nhân tiếp theo thì là địa chỉ nhận hàng không có đơn vị vận chuyển hỗ trợ. Thì cái này khắc phục thì như mình đã nói là điều này rất ít xảy ra rồi. Nhưng mà đã mua online thì đâu chả mua được đúng không nào? Trong trường hợp này thì bạn chỉ cần thay đổi địa chỉ nhận hàng là được thôi. Các bạn thay đổi cho nó gần gần cái chỗ các bạn có thể đi đến. Đó, thế là đặt đó các bạn đặt hàng về đến đấy, đến lúc ra nhận ở đó cũng được. Cũng không nhất thiết là phải đặt về đến tận chỗ của mình nếu như mà cái chỗ của các bạn không thể vận chuyển hàng đến nhá. Với lại là tất nhiên thì mỗi sản phẩm có nhiều shop khác nhau bày bán. Vì thế mà shop này họ không hỗ trợ vận chuyển thì bạn có thể đặt ở shop khác cũng được. Tiếp theo, cái nguyên nhân sản phẩm hết hàng chưa thiết lập đơn vị vận chuyển. Thì nếu mà toàn sàn Shopee hết hàng thì đúng là bó tay. Bạn phải chờ tới khi các nhà bán hàng nhập về mới có thể đặt hàng. Nhưng chỉ một shop hết hàng thì bạn có thể đặt hàng shop khác được mà, bởi vì sản phẩm có rất nhiều shop cùng bán. Nếu sản phẩm chưa thiết lập đơn vị vận chuyển thì đúng là bó tay rồi. Nguyên nhân do người bán chứ đâu phải do bạn. Thì trường hợp này cũng sang shop khác xem xét sản phẩm và đặt hàng thôi nhé. Đó, cái nguyên nhân sản phẩm hết hàng với lại chưa thiết lập đơn vị vận chuyển này thì các bạn cứ tìm shop khác cho mình, chắc chắn là sẽ được thôi. Rồi,
Nguyên nhân tiếp theo, sản phẩm vượt quá số lượng và khối lượng cho phép thì cái này lại quá đơn giản rồi. Bạn chỉ cần chia nhỏ đơn hàng ra là có thể đặt lại thành công rồi. Nó thường xảy ra khi bắt đầu siêu sale này, bạn muốn được ưu đãi nhiều nhất và mua nhanh nhất nên là hay gặp cái lỗi này. Ví dụ bạn mua 100 chiếc mũ bảo hiểm chẳng hạn, số lượng này vượt quá mức cung cấp của shop và khối lượng hẳn cũng là quá mức cho phép của đơn vị vận chuyển. Thì thay bằng đặt một đơn thì bạn chia nhỏ ra thành 10 đơn và mỗi đơn 10 chiếc thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, đúng không ạ? Đó, cái lỗi này thì khá là dễ giải quyết thôi. Tiếp theo, cái lỗi số dư tài khoản online không đủ thì cái này bạn phải lựa chọn hình thức thanh toán khác thôi. Thanh toán bằng tiền mặt là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho sản phẩm của bạn đấy. Có điều là thanh toán tiền mặt thì không có khuyến mãi hoàn tiền các kiểu đi kèm. Đó, cái này thì các bạn cũng phải chấp nhận. Hoặc nếu không thì số dư tài khoản online không đủ thì các bạn có thể nạp thêm. Rồi, và cái nguyên nhân cuối cùng, tài khoản các bạn bị khóa. Thì cái cách khắc phục của cái này ấy, thì là tài khoản nó bị khóa thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do những cái hành vi bị Shopee hạn chế hoặc cấm mà bạn vẫn vô tình gặp phải. Trong cái trường hợp này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Shopee để được hỗ trợ này. Tóm lại thì mua sắm online nói chung là trên Shopee nói riêng không phải lúc nào cũng suôn sẻ cả. Nếu mà bạn đang gặp phải tình trạng không mua hàng được trên Shopee thì hãy xem xét các nguyên nhân và cách khắc phục mà mình vừa trình bày với các bạn nhé. Bây giờ thì mình xin phép dừng video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.